Hello cả nhà, tiếp tục lên sóng cho anh em một dòng sản phẩm máy sấy tóc anh em nhé. Đến thương hiệu cho nổi tiếng Sáp. Hai em có hai tông màu, một con màu đen gọi là đen than ấy, và một em màu ghi này anh em nhé. Đấy, cả hai con này thì hình thức đẹp tầm 90%, đều tích hợp công nghệ diệt vi khuẩn nấm mùi mốc Ion anh em nhé. Sáp thì có Ion, còn Panasonic hay Techcom thì có cái dòng là Lalo anh em nhé. Tất cả đều 2017, hình thức đẹp, giá 100V, công suất 1200W các bạn nhé. Cầm rất là đầm và lặng luôn. Rất nhiều các chế độ nha, đây là phím điều khiển này. Đấy, đèn nóng lạnh này. Đây các chế độ mò đây. Đấy, chế độ dành chuyên cho tóc đây anh em nhé. Đấy, chạy rất là êm, gió mạnh. Cầm rất đầm và chắc, đời 2017 1200W, giá 100V. Đấy, dòng cũng là dòng VIP nhất của thương hiệu Sáp các bạn nhé. Rất đẹp. Hai con thì độ đẹp như nhau. Đấy, cái màu này nó là màu đen than, giống hệt nhau các bạn nhé, chỉ khác nhau cái màu sắc thôi. Em này đều 2017 cả. À, duy nhất trong lô hai con VIP của thương hiệu Sáp. Ok, anh em cần sản phẩm alo 0979 665 264.